Thường trực Hội đồng nhân dân phường Núi Sam vừa tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa năm nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng nhân dân phường Núi Sam đã thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn được giao, cơ bản hoàn thành theo chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022 khá toàn diện. Tình hình phát triển kinh tế xã hội phường đạt được những kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu mục tiêu đạt ở mức cao, thu ngân sách nhà nước đạt 89,89% ,89 dự toán năm. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và đảm bảo, công tác điều hành của Ủy ban nhân dân có những đổi mới, cải cách hành chính được đẩy mạnh và tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại kỳ họp các nội dung thảo luận tham luận được giải trình đã làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng được đại biểu cử tri và người dân quan tâm. Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường khóa năm nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Qua đó, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất qua các dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và các nội dung quan trọng khác. Thành công của kỳ họp đã góp phần củng cố thêm niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân chủ đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn phường.